Quay trở lại với phần tin buổi tối là một bản tin có liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, ông Nguyễn Đức Chung không được tại ngoại để điều trị ung thư. Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã từng có đơn xin tại ngoại để chữa bệnh ung thư, thế nhưng không được chấp thuận. Đó là thông tin do Bộ Công an Cộng sản Việt Nam loan đi vào hôm 2 tháng 10. Nguyên nhân được cho là do cáo buộc chiếm đoạt bí mật nhà nước đang được điều tra đối với ông Nguyễn Đức Chung thuộc nhóm tội phạm rất nghiêm trọng. Cũng theo Bộ Công an, thì hiện sức khỏe của ông này vẫn đang bình thường. Việc điều tra hiện vẫn đang được tiếp tục, có liên quan tới 3 vụ án, mà nếu có liên quan sẽ tiếp tục điều tra thêm. Xin được nhắc lại, ông Chung vừa mới bị bãi nhiệm chức vụ. Người thay ông Chung ngồi ghế Chủ tịch Hà Nội là ông Chu Ngọc Anh, là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020, và cũng là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Du khách Việt Nam được phép nhập cảnh vào Singapore. Thưa quý vị, Singapore vào hôm 2 tháng 10 cho biết bắt đầu từ 0 giờ ngày 8 tháng 10 năm nay, du khách Việt Nam sẽ được phép nhập cảnh trở lại vào nước này. Cũng trong đợt này thì còn có thêm Úc Quốc là nước được phép nhập cảnh vào Singapore trừ tiểu bang Victoria. Được biết trước đó vào ngày 8 tháng 9, đảo quốc sư tử đã chính thức dỡ bỏ các hạn chế biên giới đối với du khách từ Brunei và New Zealand. Tin cho hay, cùng với Singapore thì có rất nhiều nước khác cũng đã mở cửa du lịch cho du khách đến từ Việt Nam mà không cần phải cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh. Điển hình như Anh Quốc, Dubai, Maldives và Nam Phi. Riêng tại Singapore, du khách Việt Nam phải trải qua một cuộc xét nghiệm tại phi trường của nước này trước khi được nhập cảnh. Nếu âm tính, du khách có thể nhập cảnh mà không cần cách ly 14 ngày. Ngoài ra, du khách phải tải xuống ứng dụng Trace Together trên thiết bị di động và phải kích hoạt ứng dụng này trong suốt thời gian lưu trú tại Singapore. Người Việt Nam trở về từ Nam Hàn phản ứng với phí cách ly 100 Mỹ Kim cho một ngày. Đoạn video clip ghi lại cảnh nhóm hành khách Việt Nam từ Nam Hàn trở về nước và có những phản ứng đối với việc đi cách ly có thu phí với giá là 100 Mỹ Kim cho một ngày đang khiến cho dư luận có những tranh cãi trái chiều. Đoạn video clip được cho là được thu lại từ phi trường Tân Sơn Nhất vào hôm 30 tháng 9. Nhiều ý kiến cho rằng mức phí như vừa nêu là quá cao, trong khi thời gian cách ly kéo dài đến 14 ngày. Đó là chưa kể đến các chi phí khác như là xét nghiệm và di chuyển. Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng mức giá trên là hợp lý. Bởi vì cách ly bắt buộc ở khách sạn khi nhập cảnh vào Việt Nam đã được thông báo và phải ký giấy cam kết, chứ không phải là chuyện bất ngờ. Được biết hiện nay, hành khách trước khi mua vé phi cơ để đến Việt Nam, bắt buộc phải ghi danh nơi mà mình sẽ đến để cách ly sau khi nhập cảnh. Trong trường hợp những địa điểm cách ly miễn phí tại Việt Nam không còn chỗ, thì hành khách bắt buộc phải chuyển sang phương án khác, đó là cách ly tại các khách sạn có trả phí theo quy định. Việt Nam dự kiến thực hiện giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người vào cuối năm nay. Đó là thông tin do Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam loan đi vào hôm 2 tháng 10. Cũng trong cùng ngày, Bộ Y tế cho biết đã 30 ngày liên tiếp trong nước không ghi nhận có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Các ca nhiễm trong những ngày vừa qua đều là những người nhập cảnh từ nước ngoài. Do dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp trên toàn cầu, các giới chức y tế cho biết tiếp tục hỗ trợ cho các địa phương trong nước về năng lực xét nghiệm, tăng nhanh công suất xét nghiệm xác định khi cần thiết, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển vaccine phòng bệnh COVID-19, cũng như phát triển các phương pháp xét nghiệm mới để sàng lọc. Theo Bộ Y tế, dự kiến đến cuối năm nay, vaccine COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu sẽ thực hiện giai đoạn 1 thử nghiệm trên người. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng ghi danh để mua vaccine của Nga và Anh Quốc. Chuyển sang bản tin có liên quan đến giải trí cho biết, rapper Nicki Minaj đã vừa hạ sinh đứa con đầu lòng. Nữ ca sĩ nhạc rap từng 10 lần được đề cử giải Grammy, đó là Nicki Minaj, đã vừa được làm mẹ sau khi cùng chồng là Kenneth Supedi chào đón đứa con đầu lòng. Em bé đã được hạ sinh vào ngày 30 tháng 9, thế nhưng cho đến nay, tên và giới tính của đứa trẻ vẫn được giữ kín vì lý do riêng tư. Thông tin về việc mang thai đã được Nicki tiết lộ với người hâm mộ vào hồi tháng 7. Khoảng một năm trước,
nữ ca sĩ đã bất ngờ tuyên bố về hưu để dành trọn thời gian chăm sóc gia đình thông qua bài viết trên tài khoản xã hội Twitter. Thưa quý vị, user và bạn gái chào đón sự ra đời của con gái đầu lòng. Mặc dù đây là con đầu lòng của user và bạn gái, thế nhưng nam ca sĩ đã từng hai lần được làm cha. Tin vui về con gái nhỏ đã được user chia sẻ với người hâm mộ vào ngày thứ Năm 1 tháng 10 thông qua tài khoản xã hội Instagram. Đứa bé đã được cha mẹ đặt tên là Sovereign Bowraymond. Ở cuộc hôn nhân trước cùng với vợ cũ là Tamika Foster, user đã có hai cậu con trai là 11 và 12 tuổi. Vào năm 2021 sắp tới, được cho sẽ là một năm vô cùng bận rộn đối với nam ca sĩ vì anh vừa được mời tới trình diễn lâu dài tại thành phố Las Vegas bên trong sòng bạc Casas. Bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin buổi tối của đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi kính chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.